Xin chào tất cả anh em nhé. Cái vụ việc hôm qua là mình đi làm đồng ấy, mình bị hai thằng hacker nó đánh mình. Đấy. Nó ăn trộm cái bóng đèn thần của mình. Cái bóng đèn này là cổ lắm ấy, 1000 năm. Nó trị giá rất là nhiều tiền. Hôm nay mình nhất định sẽ vào trong hang ổ đó để nhất định sẽ lấy lại cái báu vật cổ của ông cha ta để lại nhá. Đi, anh em đi theo mình. Hang ổ hacker ấy. Mẹ thằng hacker kia. Thằng hacker chúa kia. Đấy. Hôm nay có một mình ngươi thôi à? Đang buồn chán này, có thằng đến này. Ăn đấm à? Mày đến đây lại muốn bị ăn đòn à hả? Lợn này hôm qua mày chưa sợ à? Hả? Tao đến đây chỉ muốn lấy lại cái báu vật bóng điện thần. Mày giả lại cho tao nhanh. Cái đấy là của bọn tao. Bọn tao đi đào chuột thì bọn tao đào được cái đấy. Làm gì phải nguyên mà lúc nào ngỡ nhận. Cái đấy là do tao chôn. 1000 năm trước do tao chôn ở đấy. Các ngươi mau giả cho ta nhanh, không thì hôm nay ngươi có một mình thôi, xác định rồi. Ngươi hôm nay đến đây cũng chỉ một mình thôi. Mấy cái thằng kia bây giờ không ở bên cạnh ngươi nữa rồi. Ngươi nghĩ ta sợ chắc? Tao cũng đang ngứa ngáy hết cả chân tay ơi. Tao buồn bực lắm rồi ấy. Mày đến đây để mày muốn bị ăn đòn à? Qua đánh gần chết chưa sợ à? À. Thế thì mày xác định rồi. Hôm nay mày không trả tao, tao cho mày như đòn. À, con lợn này mày kẹo mày béo hơn tao tí mà mày. Mày định dọa ai hả? Mày ngon mày xuống đây, tao mày hôm nay solo luôn dưới nước này. À, hôm nay mày không sợ nước à? Này, tao sẽ không bao giờ tao sợ nước nữa, tao không sợ bẩn nữa, thà tao bẩn thôi còn hơn tao thua mày. Rồi, đi. Đi. Sao? Mày đừng tao sợ mày à? Tao sợ mày à? Mày sợ mày à? Mày sợ mày, mày là ai sợ mày? Hả? Mày đừng kệ mày to hơn tao. Mày sợ ai? Hả? Làm sao? Mày làm sao? Làm sao? Làm sao? Mày xác định với tao. Mày tưởng mày thế nào? Đấy. Này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô quê thái. Oh!
Được rồi, ngươi phải xuống đây với ta. Ngươi tưởng tao không dám xuống à? Đây rồi. Đây con sao không? Dậy đây con.